Xin chào thể thao VIP chúng con, xin chào bạn. Trong video này, sẽ tiếp tục giới thiệu và bán tới bạn sản phẩm mới. Và đây là những chiếc xe đạp thể thao của hãng xe đạp Lạc, một hãng thương hiệu lớn, một hãng thương hiệu mạnh. Và đây là những chiếc xe đạp thể thao của hãng xe đạp này ra mắt thị trường mới nhất trong năm nay. Đó chính là những chiếc xe đạp Touring, xe đạp tay ngang Line Johnny. Vâng, Line Johnny hiện đang có 4 màu. Đó là màu đỏ, màu đen, màu ghi và màu xanh, với cấu hình full nhôm cùng bộ truyền động Shimano Credit R2016 tốc độ. Và từng màu sắc sẽ làm review chi tiết để bạn thích màu nào, bạn xem màu đó, bạn vừa xe nào, bạn mua xe đó khi đến với shop xe đạp thể thao VietJocom. Mua xe đạp rất đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Mua, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VietJocom sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này xin giới thiệu chi tiết và bán tới bạn xe đạp thể thao, xe đạp Touring Line Johnny màu đỏ. Vâng, với thiết kế khung rất đẹp bắt mắt được hãng xe đạp này phát triển mới nhất năm nay. Kiểu dáng khung cực kỳ khỏe khoắn, mạnh mẽ và chắc chắn, với khung nhôm cao cấp, mối hàn mịn và nha. Mối hàn mịn, bạn xem này, rất chất đúng không ạ, rất chất. Và đây là chiếc màu đỏ với công nghệ sơn cao cấp, công nghệ sơn ô tô nhiều lớp, rất bóng đẹp, công nghệ sơn ô tô đẳng cấp từ hãng xe đạp này. Mối hàn mịn cát âm khung Line Johnny màu đỏ. Với Line Johnny hiện đang có hai size, đó là size 48 và size 50, và phù hợp với rất nhiều chiều cao của người sử dụng. Khung nhôm cọc in nhôm của hãng xe đạp là cọc in liền, in mút bọc da chống nước, khóa cọc in bằng hợp kim nhôm, phô tăng tay lái bằng hợp kim nhôm của hãng xe đạp là tay lái được thiết kế theo dạng thẳng. Và với thiết kế này, với chiếc xe đạp thể thao này thì phù hợp với khách hàng đang cần tìm một chiếc xe đạp thể thao dễ dàng điều khiển, một chiếc xe đạp thể thao nhẹ nhàng đi tập thể dục thể thao, đi dạo, đi chơi, đi nào đều được. Vâng, chiếc fork bằng hợp kim nhôm, fork đúc rất chất luôn mọi người, fork bằng hợp kim nhôm chất sơn cực kỳ vip luôn. Phanh bằng hợp kim nhôm, phanh chống bó có cần gạt thay đổi nhanh độ căng của cáp, phanh radius. Sử dụng cao vành bánh cỡ 700 với vành nhôm hai lớp cao 3 cm, cắt CNC lan hoa bằng thép và sử dụng cặp mê bằng nhôm bi bạc đạn của hãng Solo, rất chất đúng không ạ. Lốp sử dụng lốp 700x28C, tiêu chuẩn của xe đạp Touring. Line Johnny đang được trang bị bộ truyền động Shimano Credit R2000 với tay đè lip có 8 số, 8 speed đè, tức là điều khiển bộ lip có 8 tầng. Tay đè đĩa double, tức là có 2 số, điều khiển bộ đùi đĩa có 2 tầng. Gạt đĩa Shimano Credit R2000, gạt lip Shimano Credit R2000, sử dụng lip thả 8 tầng của hãng Suric bằng thép, xích sử dụng xích của hãng Best, bộ đùi đĩa bằng nhôm của hãng Đồ Wheel Wanser, 2 đĩa trục cốt vuông, bi sử dụng bi bạc đạn. Và xe này đạp rất nhẹ, rất trơn và trớn bạn nhé, rất trơn và trớn, bởi vì toàn bộ hệ thống sử dụng bi bạc đạn cùng với full nhôm cao cấp, xe rất bền, đẹp, chắc chắn, khỏe khoắn. Đây là chiếc màu đỏ. Vâng, số vừa giới thiệu và bán tới bạn Line Johnny xe đạp Touring. Và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc cần tư vấn thêm hay liên hệ trực tiếp với shop có số điện thoại hotline 0983315936. Shop sẽ tư vấn và trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VietJocom.